đường lối tu tập của đạo Phật. Thì sau khi học xong giới bổn ba la mật sa đề, bây giờ quý thầy tiếp tục học giới hành. Đây là những cái điều mà rất là quan trọng cho cái giai đoạn cuối cùng cho cái giáo án này. Đây là cái giới hành của chúng ta. Vậy giới hành là gì? Giới như quý thầy đã được học là pháp thiện, là pháp lành. Giới là thiện pháp. Hành là cao dồi tu tập rèn luyện. Giới hành là cao dồi rèn luyện tu tập thân tâm mình trong thiện pháp. Đó, thầy giải thích như vậy để chúng ta biết rằng cái giới luật không có nghĩa là một cái giáo điều khô khan cằn cỗi đâu, mà đây là một cái pháp thiện để chúng ta cao dồi thân tâm của chúng ta, trở thành sống trong cái thiện pháp hoàn toàn để được giải thoát cho mình mà cho người, chứ không phải riêng có mình không đâu. Đó, thì như vậy là quý thầy đã hiểu biết qua cái khi mà qua học cái giới hành thì phải hiểu cái nghĩa của nó. Trước khi trao dồi thân tâm bằng giới hành, các thầy phải trao dồi cách thức ăn uống đúng cách thiện pháp mà trong kinh Jivaka Phật đã dạy. Bây giờ thầy muốn, khi mà chúng ta muốn trao dồi cái giới hành thì đầu tiên là chúng ta phải trao dồi cái cách thức ăn uống của chúng ta như thế nào đúng. Tại sao mà phải trao dồi nó? Bởi vì ở trong đạo Phật của chúng ta qua cái ăn uống chưa có đúng cách. Hầu hết tu sĩ chúng ta chưa đúng cách ăn uống phi thời nè. Thậm chí như có những nhà sư gọi là ăn uống không phi thời mà lại là uống sữa, uống bơ, uống này kia, chỉ ăn một bữa mà còn ăn thịt, ăn cá nữa. Thì cái đó là chúng ta đem cái bài kinh này ra, chúng ta mổ xẻ coi ông Phật dạy như thế nào mà cái giới tu sĩ hiện giờ họ lại ăn uống như vậy, mà họ là cho đó là đúng Phật pháp. Cho nên trước khi mà cái hành động mà giới hành thì chúng ta phải hiểu được cái này để chúng ta tu tập cái giới hành về cái ăn uống của chúng ta đã. Đó, cư sĩ Visakha hỏi: Bạch Thế Tôn, con nghe người ta nói như sau, vì Sa môn Gotama mà họ giết hại các sinh vật, và Sa môn Gotama tuy biết thế mà vẫn dùng các loại thịt được giết vì mình và được làm cho mình ăn. Bạch Thế Tôn, những người ấy nói như vậy có đúng lời Thế Tôn không? Họ không xuyên tạc Thế Tôn, họ nói như vậy là sự thật. Đó là vị cư sĩ đó hỏi Đức Phật như vậy. Thì Đức Phật trả lời: Này Jivaka, những ai nói như vậy là nói không đúng lời của ta, họ xuyên tạc ta, nói không như thật. Nghĩa là Đức Phật xác định đó, để cho chúng ta biết rằng họ nói như vậy là không nói đúng cái điều mà Phật nói. Này Jivaka, ta nói trong ba trường hợp thịt không được thọ dụng, nếu thấy, nghe và nghi. Đó, thì Đức Phật xác định cho chúng ta thấy, khi mà chúng ta thấy, nghe và nghi thì chúng ta không được thọ dụng. Này Jivaka, ta nói trong ba trường hợp thịt được thọ dụng, không thấy, không nghe và không nghi. Đó, thì Đức Phật nói như vậy. Thì chúng ta thấy bây giờ chúng ta thọ dụng thịt mà không thấy, không nghe, không nghi. Nghĩa là bây giờ có một cái mâm cơm mà để mà người ta cúng dường cho Phật, mà trong khi đó Phật không thấy có thịt, thì tức là Phật ăn đó. Nghĩa là bây giờ ở trong cái dĩa đồ ăn này nè, mà không thấy có miếng thịt heo, hoặc thấy con cá, hoặc là thấy cái con vật mà chết ở trong đó, thì tức là Đức Phật ăn liền. Còn có thấy miếng thịt nè, còn có thấy con cá nằm nè, còn thấy có cái đùi gà nè, còn thấy một cái cục sườn ram nè, thì nhất định là không ăn. Tại vì thấy làm sao ăn, cho nên không thấy thì ăn, mà thấy thì không ăn. Đó là Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy cái chỗ mà chúng ta thọ cái thịt mà không thấy. Bây giờ không nghe, bây giờ trong cái dĩa đồ ăn này thịt cá gì họ bằm nát ra, họ làm thành chả hết rồi, họ chiên thành chả rồi, cũng như cái bánh vậy đó. Thì lúc bây giờ đó, nghe người ta nói ở trong này là hồi nãy họ bằm cá thắt lát ra, bây giờ họ chiên ra, họ làm chả đó. Phật đừng có ăn à, Phật ăn đó là thịt không chúng, thịt chúng sanh không đâu đó. Thì nghe như vậy là Đức Phật cũng không ăn nữa. Đã nghe người ta nói ở trong đó có thịt mà, có chúng sanh chết ở trong đó mà, đâu có ăn. Đó là nghe không ăn. Bây giờ trong khi Đức Phật không nghe không thấy, rồi cầm một cái bánh lên, hoặc là cầm một cái ha, hoặc là lấy cái tay bóc cái miếng món đồ ăn nó lên bỏ trong miệng, nghe nó tanh cá quá thì Đức Phật nghi là cái này có cá rồi, không được ăn. Do đó Đức Phật không ăn cá. Bị nghe mùi tanh, bây giờ nghe mùi bò, đây có thịt bò rồi, không nhất định là không ăn. Bây giờ nghe nó có mùi thịt heo, nghe mùi thịt gà, do đó nghe mùi gà mùi heo Đức Phật không ăn. Bởi vì nghe tức là khi mà kê cái mũi này ngửi lên
là mình nghi rằng cái đó là có thịt gà, cái đó là có thịt heo, cái đó là có thịt bò, nhất định là Phật không ăn. Bởi vì nghi, mình nghi là không ăn, vậy cho nên dù trong đó không có nữa, người ta làm không có nó thì mình cũng ăn. Bây giờ thí dụ như bây giờ có người họ lấy đậu hũ, họ làm như thế nào nó giống những mắm bằm lắm, chúng ta ăn nghe cái mùi y như mắm vậy, mà khi kê lên về chúng ta nghe cái mùi tanh tanh hôi hôi giống mắm đó, thì nhất định là không ăn, tại vì chúng ta nghi rằng ở trong đó là có mắm, ở trong đó có cá, ở trong đó có chết, ở trong đó không ăn. Đó là chúng ta nghe cái mùi tanh là chúng ta không ăn, chúng ta biết là có cá, có con vật chết trong đó, mặc dù là đậu hũ họ ủ thúi để làm đó, nhưng mà chúng ta đã nghi rồi chúng ta không ăn. Cho nên do những cái điều kiện này, tuy rằng nói nghe cái danh từ thì nghe nó dễ lắm, thấy nghe và nghi nó dễ dàng lắm, nhưng mà sự thật ra nó quá là sâu sắc. Khi Đức Phật mà viết ra cái giới này, cái bài kinh này, tức là muốn nói đến cái giới luật rất là nghiêm chỉnh cho cái sự mà thọ thực cái thực chúng sanh. Nếu một người mà biết pháp tu á, thì người ta nghe những cái lời nói này, ta mới thấy được cái thâm ý của Đức Phật sâu xa vô cùng. Ở đây này Jivaka, tỳ kheo ấy dựa vào một làng hay một thị trấn, vị ấy luôn luôn biến mãn một phương với tâm có lòng từ và an trú tâm từ đó ở đó. Phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư, phương cũng vậy, từ tâm của vị ấy biến mãn khắp cùng thế giới, trên dưới bề ngang hết thải phương xứ cùng khắp vô biên giới, vị ấy luôn luôn biến mãn với tâm câu hữu với từ quảng đại vô biên, không hận không sân và an trú với lòng thương yêu chúng sanh rộng lớn vô bờ bến. Chúng ta thấy ở đây Đức Phật nói về cái vấn đề mình ăn thấy nghe không nghi ở đó rồi, mà bây giờ Đức Phật lại đem một cái bài này đem lại cái bài này, nói này Jivaka, khi một vị tỳ kheo mà ở một làng một thị trấn nào đó, mà khi bây giờ được cái sự cúng dường một cái món ăn đó, thì cái người đó luôn luôn người ta đã tu tập cái lòng từ bi hỷ xã của người ta thực hiện cái lòng từ biến hẳn khắp mười phương rồi, thì cũng có người ta không đạt cho nó héo nữa, thì thử hỏi làm sao người ta bỏ cái miếng thịt trong miệng người ta ăn được. Ý Đức Phật muốn nói như vậy. Vì vậy cho nên bây giờ cái tăng từ họ biến hẳn khắp cùng như vậy rồi, thì cái lòng thương yêu rộng lớn của chúng sanh vô bờ bến như vậy, thì một người cư sĩ, hai con của người cư sĩ đến tỳ kheo ấy mà mời ngày mai này thọ trai, thì Đức Phật hỏi Jivaka, vậy thì khi mà vị tỳ kheo đó nhận lời mời như vậy mà khi đến khất thực ăn cái bữa ăn đó, thì cái người đó cái tâm từ nó có không? Họ luôn luôn họ phải sống ở trong cái tâm từ biến mãn khắp cùng, thì như vậy là trước cái bữa ăn của cái người mà của cái người cư sĩ, con của người cư sĩ mà cúng dường á, thì họ còn mê cái thức ăn đó không? Dù thức ăn nó ngon họ có mê không? Nếu mà thức ăn đó bằng thịt cá làm cho ngon thật ngon, họ có mê không? Ở đây thầy sẽ đọc lại. Một người cư sĩ, hai con của người cư sĩ đến tỳ kheo ấy mời ngày mai thọ trai, và này Jivaka, vị tỳ kheo ấy nhận lời, khi vị ấy thọ dụng các món ăn khất thực ấy với tâm không tham trước, không tham đắm, không đam mê, thấy rõ các tai hại, ý thức rõ sự xuất ly đó, thì khi ăn mà người ta thấy rõ cái tham đắm của chúng ta có không? Như vậy là không tham đắm thì thấy cái vật đó là bằng thịt, chứ chúng ta có ham không? Không có ham đâu. Còn bây giờ chúng ta tham đắm ăn rồi thì thấy miếng thịt cho chúng ta nói đây là miếng đậu hũ á, ăn đi, chứ đừng, mình cứ nói nó đậu hũ mình cứ ăn đi, chứ mình đâu có nói, mình đừng có nói nó thịt, mình nói thịt mình không dám ăn, cho nên mình nói nó đậu hũ đi. Nó là mình nghe cái mùi heo mình nói không phải đâu, cái mùi này mùi đậu hũ á, mình gạt mình ở trong cái chỗ đó để mình ăn cho nó đã cái miệng của mình, tức là còn tham đắm đó. Thì cho nên nhiều cái đó là nhiều cái do cái tâm của mình, cho nên từ đó mình không có xuất ly ra khỏi cái này. Này Jivaka, ông nghĩ thế nào? Tỳ kheo kia trong thời gian thọ thực, ông ấy có nghĩ đến tự làm khổ mình, hay nghĩ đến làm khổ chúng sanh, hay nghĩ đến làm khổ cả hai? Đó, thì các thầy thấy khi mà ăn cái miếng ăn, nghĩa là một cái vị tỳ kheo đó khi mà họ thọ thực như vậy đó, họ có nghĩ rằng họ sẽ làm khổ họ ha, hoặc làm khổ chúng sanh không, hay hoặc làm khổ cả hai? Cho nên ở đây họ nghĩ một cái người tu sĩ bây giờ mình ăn cái miếng thịt này, mình nuôi vào cái thân mạng của mình á, là cái chánh mạng hay tà mạng? Trong khi họ học bát chánh đạo, không lẽ họ không thông suốt cái điều này? Bởi vì nuôi cái chánh mạng làm sao mà nuôi thịt cá ở trong thân này được? Cho nên đây là hại mình rồi. Mình ăn cái món ăn này là thịt cá rồi thì mình hại cái thân của mình rồi, cho nên đó là làm khổ mình rồi.
À, vì vậy mà khi mình nhét trong miệng mình cái món ăn, tức là làm khổ chúng sanh rồi, chúng sanh phải có chết mình mới có ăn chứ. Cho nên do như vậy mà câu nói này chúng ta thấy hiểu qua cái bài kinh rất rõ ràng. Này Jivaka, ông nghĩ thế nào? Tỳ kheo kia trong thời gian thọ thực, trong cái thời gian thọ thực đó, ông ấy có nghĩ đến tự làm khổ mình, hay nghĩ đến làm khổ chúng sanh, hay nghĩ đến làm khổ mình, khổ cả hai? Cái câu nói này thầy thấy quá là tuyệt diệu. Không có còn chỗ nào mà một người mà ăn thịt chúng sanh mà nuốt cho tôi hết. Cái câu này Phật dạy nghĩa là ăn chay trên ăn chay. Nghĩa là tại sao vậy? Tại vì ông Phật ông không có dạy chúng ta ăn chay. Vì ăn chay nó giống như Bà La Môn, giống như kiểu Đại Thừa. Vì vậy giống kiểu Đại Thừa như thế nào? Thầy nói cho quý thầy thấy rõ. Người ta ăn chay mà người ta làm đùi cá, ủa đùi gà như thế này, lấy đậu hũ, lấy cái cậu củ xả mà đút vô làm cái đùi gà, ngồi đó mà tưởng cái đùi gà mà ăn, mà thật sự ra toàn là ăn đậu phộng, ăn đậu xanh với đậu hũ không, không có gì hết. Làm đồ chay mà làm như là thịt heo vậy đó. Đó thì cái đó là cái ăn chay của cái Đại Thừa. Còn cái ăn chay mà của Phật á, ăn chay trên ăn chay do tâm từ của chúng ta thực hiện ở trên miếng ăn đó. Vì vậy mà trong cái thực phẩm của chúng ta ăn á, là chúng ta luôn luôn có cái tâm từ nằm ở trên đó hết. Cho nên ở đây rõ ràng là ăn không thấy không nghe. Vậy mà có một số nhà sư ăn thịt, ăn cá, ăn chúng sanh, ăn thịt chúng sanh mà vẫn an nhiên là nói thịt họ mạnh ở đâu tôi đâu có nghe, tiếng heo la tôi đâu có thấy. Cho nên ở đây bây giờ người ta đem cúng dường là tôi cứ ăn à, chứ tôi đâu có nghe con vật kêu đâu, mà tôi đâu có cầm dao tôi giết nó đâu, ai giết chứ tôi đâu có giết. Người ta làm đâu nhà chứ đâu phải là tôi làm. Cho nên tôi cứ ăn. Cho nên thịt không thấy không nghe không nghi. Bây giờ tôi muốn ăn thì bây giờ tôi có nghi tôi cũng chẳng thèm nghi chi nữa, để mà tôi ăn cho thích cái khẩu tôi. Cho nên do đó mà một cái giới tu sĩ của chúng ta lầm lạc và lầm lạc. Cho đến vì vậy á, mà cuối cùng họ cầm súng, họ giết lẫn nhau được, họ giết con người được. Ăn thịt chúng sanh được như vậy thì họ có xá gì mà giết con người? Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là Phật giáo Nam Tông cầm súng giết người một cách rất rõ ràng. Mà họ diệt chủng họ chứ chưa phải là diệt ai đâu. Chứ không phải là diệt nước khác thì chúng ta cũng không nói đâu. Mà họ diệt dân tộc họ. Mà đó là quốc giáo ở trong cái nước đó, gọi là Phật giáo là quốc giáo của họ đó. Mà họ làm như vậy đó. Thì chúng ta thấy có phải là truyền giáo đó đúng cái Phật giáo không? Cho nên ngay cái bài kinh này đã xác định là những người này chưa phải là cái người đúng là Phật giáo. Tà giáo xen vào trong đó. Mà họ gọi là họ là Phật giáo nguyên thủy chứ. Họ nguyên cái gì? Họ đi lạc đường nào đâu chứ đâu phải là Phật giáo ở chỗ đó. Cho nên càng đụng tới thầy càng thấy cái sai lời của Phật giáo bao nhiêu, thì thầy muốn dựng nó lại bấy nhiêu, thì thầy lại thấy rằng chúng sanh quá mê muội, đi lạc lầm con đường của đạo Phật, từ cái pháp thiện của Phật đi đến cái pháp ác, mà không thấy rằng mình sống trong cái ác mà không thấy. Đó, thì hôm nay các thầy nghe được cái bài kinh này mới thấy được cái lời Phật dạy quá rõ ràng gì. Cho nên vị cư sĩ này mới thưa thưa không bạch Thế Tôn, họ nghĩa là khi mà như vậy thì làm sao mà có cái tâm ác trong đó được. Này Jivaka, tỳ kheo kia trong thời gian thọ dụng các món ăn không có lỗi lầm, nghĩa là bây giờ thọ dụng những cái món ăn đó họ có tội không? Họ đã có cái sự không làm khổ mình, không làm khổ người, khổ chúng sanh, mà không làm khổ cả hai, thì khi họ ăn như vậy, bây giờ một mâm cơm nè hoặc là thịt cá không, thì họ ăn như thế nào các thầy biết không? Họ ăn cơm không à, ăn cơm với muối không à, họ thèm ăn ba cái đồ ăn đó đâu. Thì như vậy họ có lỗi không? Họ ăn xong rồi họ đi về họ có lỗi không? Còn mình á, ngồi thấy ba thịt cá làm đồ ăn coi bụng ngon quá, hủ tiếu là cháo lòng này kia, lòng nó bỏ trên nó đầy quá, trời ơi ngon quá, thôi nít đi cho nó đã đi. Khi mà nít rồi thì có đó có lỗi làm không? Lỗi làm chứ sao không lỗi làm. Còn khi một vị tỳ kheo mà người ta biến mãn từ bi của người ta rồi thì người ta đâu có ăn được. Còn mình á, cắn cái đầu gà vậy mà nhai ngốn ngáo được, nhả một đống xương mà không thấy cái tâm từ của mình ở chỗ nào hết. Thử hỏi mấy ông sư có không? Cho nên Hòa Thượng Huệ Hưng nói thầy, đến với mấy chỗ mà sư binh Nam Tông sờ ở cái sát khí của họ, ăn thịt chúng sanh chúng ta thấy xương đóng, thấy ghê gớm. Đúng vậy, họ ăn gà, ăn vịt, ăn thịt heo, ăn sườn, họ bỏ sườn heo đóng thì chứ đâu có phải ít đâu. Cho nên Hòa Thượng nói với thầy, nó đến bên mấy chỗ mà mấy ông tiểu thừa, mấy ông nguyên thủy, trời ơi, thôi, vô cái chùa của ổng là mình nghe cá, nghe thịt thôi à, chịu không có nổi. Đó là những cái bằng chứng cụ thể. Chúng ta là những người ăn chay mà chúng ta đến chùa mấy ông đó là chúng ta không có chịu nổi cái mùi cá, mùi mắm của mấy ông đó đâu. Cái y cái áo của mấy ông nghe nó tanh mắm, tanh cá hồi rình à. Tại chúng ta không có chịu ngồi gần bên, chứ ngồi gần bên chúng ta nghe hết chứ không có trời cái chỗ nào. Nhất là cái tâm mà chúng ta tịnh á thì chúng ta nghe rất rõ những cái mùi hôi đó. Còn cái tâm của chúng ta chưa có thanh tịnh á
bởi vì cái tâm chúng ta nó lộn xộn ở trong này, nó còn nghĩ này, mặc dù chúng ta đã ăn chay nhiều năm nhưng mà cái tâm của chúng ta nó chưa an tịnh, chúng ta chưa có nghe được cái mùi hôi của họ. Mà ăn bò chúng ta nghe bò, mà ăn chó chúng ta nghe chó, hầu chó, mà chúng ta ăn, họ ăn gà chúng ta nghe mùi gà, ăn vịt chúng ta nghe mùi vịt, ăn cá chúng ta nghe tanh cá. Cái khi nào mà cái tâm mà quý vị mà thanh tịnh rồi, quý vị ngồi gần cái người nào ăn cái gì quý vị biết liền, cái mùi hôi của người đó họ toát ra biết liền. Ăn tỏi chúng ta cũng biết cái mùi tỏi liền chứ, ăn hành chúng ta cũng biết nữa, ăn rau dấp chúng ta cũng biết nữa. Cái thứ đó là những cái thứ hôi, cho nên nó ăn rồi cái bắt đầu nó ra mùi hôi, nó hôi. Mà cái người mà thanh tịnh tâm rồi, người ta nghe cái mùi đó người ta biết liền. Còn cái người mà không thanh tịnh tâm á, thì bị cái tâm của chúng ta nó chưa có an, cho nên nó làm cho chúng ta không có lắng được cái mùi đó. À, thưa không bạch Thế Tôn, đây là cái vị cư sĩ nói: thưa không bạch Thế Tôn, cao thượng thay, an trú với lòng từ, thương xót chúng sanh như vậy thực tế. Thưa Thế Tôn, xin Thế Tôn diễn tiến thân chứng cho con hiểu ở điểm này. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn an trú lòng từ vô bờ bến, nghĩa là cái vị cư sĩ Visakha này nói với Đức Phật, nghĩa là chứng nhận cho cho người đã là thấy được cái lòng từ của Đức Phật là vô bờ bến. Một vị tu sĩ mà thọ thực như vậy là không có cái tâm từ nào mà vô bờ bến được, nghĩa là ăn như vậy là nghĩa là khi mà cái tâm từ như vậy, trước cái món ăn dù có ngon đi nữa cũng không tham đắm đâu, cho nên ăn cơm lạc hoặc là không ăn nữa. Đó là người ta thọ cái những đó, là người ta ăn như vậy không có bao giờ có lỗi lầm. Vậy mà những cái lời kia trước kia mà cái vị cư sĩ này hỏi Phật đó là những cái lời phỉ báng Phật, là những cái lời nó sai cái ý của Phật, không có đúng. Này Divaka, cái gọi là tham, là sân, là si ấy được Như Lai loại trừ, chặt cho nó chặt đến tận gốc, làm cho như cây thân cây tha ra, khiến cho không thể tái sanh được, không thể tái sanh khởi trong tương lai. Này Divaka, nếu như vậy là ý nghĩ ông muốn nói, thời ta đồng ý với ông. Nghĩa là cái tâm Đức Phật nói tâm tham, tâm sân si mình không còn có nữa, thì làm sao mình thích cái món ăn ngon này? Các con hiểu điều đó chứ? Tại sao Đức Phật nói là mình ăn chay hoặc này kia? Mà Đức Phật á, ta tại vì cái ý của muốn nói ta là lòng từ của chúng ta đối xử chúng sanh vậy, là tại vì cái tâm tham sân si chúng ta hết rồi, Phật hết rồi, cho nên vì vậy bây giờ trước cái món ăn này dù là có ngon cách gì đi nữa cũng không cám dỗ được Đức Phật, vì tham nó không còn. Các thầy hiểu chỗ đó không? Cho nên cái bài kinh rất là giá trị. Cho nên bước đầu vào mà chúng ta đọc đến cái bài kinh này, chúng ta không phải là thuộc lại Đại Thừa Bà La Môn mà ăn chay đâu, mà chúng ta phải biết rằng ăn cái muốn ăn của chúng ta là ăn ở trên cái tâm từ bi của chúng ta. Cái từ của chúng ta bao giờ nó cũng cuốn trùm tràn đầy với tất chúng sanh hết. Chúng ta phải hiểu được cái bài kinh như vậy, vì vậy mà chúng ta mới thấy rằng chúng ta thanh tịnh được thanh tâm, nuôi được cái chánh mạng của chúng ta chứ. Còn không khéo mà không thấy được như vậy thì chúng ta nuôi tà mạng mất đi rồi. Ăn mà còn chế ra đùi gà, ăn còn chế ra đồ mặn, nào là chế ra y như là đồ mặn, thì thôi để đồ mặn ăn đi cho rồi đi, còn bài đặt cái thứ này ra chi. Cho nên bên cái những cái nhà Đại Thừa có nhiều cái bữa mà đi thọ trai, thầy thấy họ làm đồ chay thật, nhưng mà họ bài ra như mắm chay hoặc cái này kia, thì vô tiệm cơm chay cũng vậy, kêu họ đem cái dĩa thịt y như thịt heo ấy, mà họ làm bằng bột không à, họ cũng nhuộm nào là da heo, nào là mỡ, rồi nào nát, rồi họ làm tùm lum ra. Thật sự là thôi dẹp cái đó đi, thấy đó như vậy mà còn nuốt được thì nuốt làm sao được. Vậy mà người ta ngồi đó người ta nuốt, gọi là ăn chay. Họ có thấy không ăn, mà dù là có thấy cái đó là không thật đi nữa, nhưng mà thấy là cái miếng thịt con heo hoặc là con gà là nhất định là không nuốt được. Còn các con biết không, người ta lấy mì căn đó, người ta xé ra giống như thịt gà mà xé vậy, người ta trộn ba cái rau răm vô, người ta nói làm gỏi gì đó. Trời đất, thật sự ra mình ăn chay đừng có làm cái điều đó, làm như là xé thịt gà mà trộn gỏi vậy đó. Thiệt là những cái đời người, người ta ham ăn thịt chúng sanh, rồi bây giờ ăn chay rồi không dám nít, bây giờ mới làm ra những cái đó để mà làm cái ảo giác chứ cái gì. Chính chúng ta nuốt vô cổ chúng ta, ngon ở chỗ miệng chúng ta là cái ảo giác của thực phẩm rồi. Nó đâu có thật, nó là bất tịnh, nó là những cái món ăn bất tịnh cho chúng ta. Cho nên hàng ngày chúng ta đặt cái thực phẩm trước mặt chúng ta tu là vì chúng ta quán xét bất tịnh, cho nên chúng ta không còn thèm khát nữa. Còn quý thầy không chịu đặt cái niệm bất tịnh, cái thực phẩm bất tịnh, quý thầy nay thèm cái này, mai thèm cái kia, muốn ăn cái nọ, muốn bữa kia muốn uống cái nọ, điều đó là do chúng ta thiếu tu tập. Nếu mà chúng ta tu tập cái định vô lậu mà đặt cái niệm nó trước mặt hàng ngày, được thực phẩm đến chúng ta không thèm đâu. Chúng ta coi như nó là một cái món thuốc để mà chúng ta cứu cái bệnh đói của chúng ta. Đúng là Phật đã dạy chúng ta tu tập như vậy đó, nhưng mà chúng ta không biết phát hành, cho nên bây giờ tới cái ngày giờ này mà chúng ta vẫn thèm, vẫn ăn, vẫn khát, muốn ăn cái này muốn ăn cái kia,
hầu hết là quý thầy, quý các hòa thượng đều là bây giờ đang sống ở trong cảnh đó. Cho đến khi mà biết các vị kia nào là bán thân bất nào là bệnh thế này thế khác, ung thư đủ thứ, cũng đều là nuốt ba cái đồ độc, cái ảo giác ngọt ngon ngọt ở chỗ cổ họ như gì, làm đồ ăn bỏ ba cái bột ngọt đầy ở trong đó, nuốt cho ngon cái miệng con chút, mà cuối cùng để mang cái thân rất là khổ sở. Hầu hết là các bậc hòa thượng, các bậc tôn túc của chúng ta chứ ai, ông nào cũng méo miệng nhăn răng hết khi sắp sửa chết. Thầy nói đây, các thầy cứ để mắt mà nhìn có không, tại sao mà chúng ta tu hành bây giờ tay chân chúng ta run run như thế này, như gà, như giò gà vậy? Có phải là chúng ta nuốt ba cái đồ độc không? Bây giờ gân nó mới giật, chứ nếu mà chúng ta không có nuốt đồ độc thì làm sao mà giật gân giật tay như vậy? Bởi vì háo ăn cho cái miệng cho ngon mà tạo cho cái tội của thân chúng ta biết bao nhiêu, người ta không thấy được. Bởi vì thầy nói, Đức Phật nói dục là khổ, ham nó là khổ, mà không thấy ly nó ra đi. Tại sao không ly? Cho nên vì vậy mà không ly làm sao mà nhập được sơ thiền. Cho nên không nhập được sơ thiền, nội cái ăn không của chúng ta cũng làm sao mà có được sơ thiền không? Này Di Ba Ca, người nào vì Như Lai hay đệ tử của Như Lai mà giết hại sinh vật, người ấy chất chứa nhiều phi công đức do năm nguyên nhân. Đó, người nào mà vì Như Lai này, vì đệ tử của Như Lai mà giết vật để cúng dường á, thì đó gọi là phi công đức. Các thấy đó, cái bài kinh này rất rõ ràng. Phật nói đừng có giết hại chúng sanh mà đem cúng dường được phước đâu. Người nào mà làm cái điều đó là phi công đức đó. Nó có năm cái nguyên nhân. Năm cái nguyên nhân nào thế nào? Năm cái điều kiện mà xảy ra một cái người đó mà tạo cái điều ác đó. Cái nguyên nhân thứ nhất nè, khi người ấy nói như sau: hãy đi và dắt con thú này đến. Đó là nguyên nhân ác thứ nhất. Người ấy cất chứa nhiều phi công đức. Mới bây giờ mình muốn làm một con vật, làm thịt con vật gì, phải bắt con gà trói chân nó lại. Thì cái lúc bây giờ chúng ta bắt con gà trói chân nó lại thì nó có đau không? Đau chứ. Nó đương đi như vậy mà bây giờ chúng ta làm vậy. Cho nên Phật nói nè, hãy đi và dắt con thú này đến chỗ đó. Bây giờ nếu mà chúng ta bằng con bò hay con heo, tức là chúng ta phải cổ nó lôi nó đi chứ gì. Thì đó là cái phi công đức, tức là cái ác, cái nguyên nhân ác thứ nhất. Nó là cái phi công đức thứ nhất. Cái thứ hai là con thú ấy đã bị dắt đi vì bị kéo lôi nơi cổ, nên nó cảm thọ đau khổ nhức nhối. Đó là nguyên nhân ác thứ hai. Người ấy chất chứa nhiều phi công đức, không có công đức gì hết. Nghĩa là bây giờ chúng ta muốn làm con bò để đãi Phật và đệ tử của Phật cái gì, bắt đầu bây giờ phải nắm cái dây cột cổ bò lôi đi, lôi lại cái chỗ mà chúng ta đập nó cho nó chết, rồi chúng ta mới cạo lông nó mới được. Do đó mà lôi kéo con vật đó, thì thử hỏi các thầy thấy con vật có đau không? Đó là Phật nói phi cái công đức thứ nhất. Nó có công đức gì không? Phi là đâu có công đức gì đâu, mà lại nó là cái chất chứa những cái ác, nhiều cái phi công đức chứ không phải là một. Phần thứ ba, khi người ấy nói hãy đi và giết con thú này, đó là nguyên nhân ác thứ ba. Người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Đó là cái thứ ba. Như vậy là bây giờ dẫn con thú đó đi, rồi bây giờ mới đâm cần cổ con thú đó cho chết, cho máu nó ra đi, rồi mới làm thịt nó đi. Thì đó là cái phi công đức, cái ác thứ ba. Phi nhiều các công đức, nó không có công đức gì hết. Thứ tư, khi con thú ấy bị giết, cảm thọ đau khổ, đây là nguyên nhân ác thứ tư. Người ấy chất chứa nhiều phi công đức, nghĩa là làm cái hành động đó là chất chứa nhiều cái phi công đức, nghĩa là đem cúng Phật hay là cúng dường cho chư tăng đệ tử của Phật, thì cái người đó đương nhiên là không có công đức gì hết, mà lại chứa nhiều cái ác nữa. Cái thứ năm, khi người ấy cúng dường Như Lai hay đệ tử của Như Lai một cách phi pháp như vậy, đó là nguyên nhân ác thứ năm. Người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Đó thì các thầy thấy cái chỗ này chưa? Cái bài kinh này rõ ràng là ở trong kinh Trung Bộ, rất là rõ ràng, Phật dạy rất là rõ ràng, không phải là thầy đặt đâu. Để rồi có dịp quý thầy sẽ nghiên cứu lại cái bài kinh này. Ở đây toàn bộ những cái kinh điển mà của giáo lý của Đức Phật, thầy đã thấy được cái pháp hành và cái pháp mà dạy từ cái ăn chay, từ cái mà chúng ta tu cái tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, ngay cả cái chỗ ăn mà Đức Phật đã dạy cái này, thầy thấy rất tuyệt vời. Là vì đem lại chúng ta có một cái lòng rất là thương yêu rộng lớn, và cái người nào mà làm sai, cho nên hàng Phật tử mà đem bây giờ hàng ngày mà họ đem họ cúng dường, họ xớt bát cho quý sư, cho các vị sư ở bên Nguyên Thủy, hàng ngày họ làm thịt làm cá, họ giết hại vậy, thì đâu có trong cái bài kinh này có phước báo không? Không có phước báo gì hết. Như vậy là cái hoài công của họ đến với đạo Phật, hàng ngày phải tốn mồ hôi nước mắt, mà như là bỏ cái hạt giống ở trên cái đường đất dầu, làm sao lên được?
Các con thấy không? À, các thầy thấy có rất rõ cái bài kinh này là phi công đức, mà năm cái điều kiện mà đưa đến thành một cái miếng ăn để cúng dường Phật rồi thì nó không có công đức gì nữa hết, hoàn toàn là tội ác, phải chịu tội ác thôi, không bao giờ mà có thể mà chạy trốn đi đâu được khỏi cái tội ác này. Này Jivaka, người nào vì Như Lai hay vì đệ tử của Như Lai mà giết hại sinh vật, người ấy sẽ chất chứa nhiều phi công đức do năm nguyên nhân này. À, bây giờ đó thì các thầy thấy cái bài kinh đó, nó tới đây là nó sẽ chấm dứt đó. Nhưng mà cái người mà được nghe cái bài kinh này họ tán thán và ca ngợi Phật hết sức là hết sức. Và thầy đọc tới chỗ này, thầy thấy đúng là cái người tu tứ vô lượng tâm đúng cách, chứ không phải là vì đạo Phật có tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, thế mà thực hiện thiếu cái từ bi hỷ xả đó. Và Phật có một cái nẻo là chánh mạng, nuôi cái thân mạng của chúng ta chơn chánh, thì không thể nào mà đem những cái thực phẩm ác mà nuôi thân mạng của chúng ta được. Đó, thì chúng ta thấy qua cái bài này thì đây là cái kết luận của cái bài kinh, thì do cái vị cư sĩ Jivaka này tán thán: Phật Di Diệu Thai bạch Thế Tôn, Phật Hy Hữu Thai bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, các tỳ kheo thật sự thọ dụng các món ăn không có khuyết phạm. Phật Di Diệu Thai bạch Thế Tôn, Phật Di Diệu Thai bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời vi ngưỡng. Đó là kết luận của cái bài kinh đó. Như vậy thì quý thầy thấy, các thầy thấy rất rõ ràng là khi mà các vị tỳ kheo mà thọ cái món ăn đó không bao giờ có khuyết phạm trong cái tội lỗi nào hết. Nghĩa là người ta để thịt cá giấy đầy nhất định là không ăn, không ăn là không ăn. Mình ăn những cái vật gì mà không có làm cho cái chánh mạng của chúng ta nó trở thành tà mạng, nhất định là chúng ta không ăn. Còn cái gì mà chúng ta ăn mà nuôi được cái chánh mạng thì chúng ta ăn. Cho nên thật sự đọc qua bài kinh này, thầy nghe nói trong cái thời Đức Phật người ta cho thịt cho này kia, chắc chắn là Đức Phật ông mang về đó. Bây giờ cái ngày đó ông nhịn đói, ông thà là ông để ông không phải ông trả cho cái người cư sĩ đó liền đâu, bỏ vào thì ông cũng vẫn mang về bác. Cho đến khi mà ông đến cái chỗ mà ông thọ thực á, ông thấy toàn bộ là thịt của chúng sanh thì ông bỏ ngoài đất trắng, cũng không bao giờ bỏ ở trên cỏ nữa. Bởi vì lần từ của Đức Phật không bao giờ làm cho một cái lá cỏ héo mà, cho nên ông bỏ ở trên mặt đất trắng đó, để rồi ai ăn hay con vật gì ăn mặc tình với Đức Phật không bao giờ hề hấn đến một cái chỗ đó để nuôi cái tà mạng của mình đâu, để nuôi cái chánh mạng của mình đâu. Nó thì qua cái bài kinh này chúng ta thấy được cái điều kiện mà tiên quyết đầu tiên, để chúng ta thấy từ cái ăn uống của chúng ta mà hầu hết là quý thầy đã sai, nhất là bên nguyên thủy gọi là tu theo gốc của đạo Phật, mà cái ăn uống này họ luận cái kiểu của họ để lợi dụng cái thịt của chúng sanh, nghĩa là tu. Thậm chí như mấy ông cũng nói là thiền định trong cái thời mạt pháp này chẳng ai nhập định được hết, đó là cái gạt người ta. Nếu người ta tu đúng chánh pháp của Phật, ly dục ly ác pháp, người ta tu tứ vô lượng tâm, người ta không bao giờ nuôi cái tà mà, thì thiền định của Phật đâu phải là chuyện khó khăn. Thầy nói đâu có phải là chuyện khó, tại vì chúng ta tu không đúng cách cho nên nó khó, chứ còn tu đúng cách nó không phải khó đâu. Bây giờ chúng ta tiếp tục qua cái bài kinh này, thầy nhắc lại đây là cái bài kinh Jivaka số 55, trang 71, tạng kinh Việt Nam, kinh Trung Bộ tập 2.